Nhanh như chớp, Real chốt xong thương vụ Christian Eriksen. Chuyển đến Inter Milan, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của huấn luyện viên Antonio Conte đã khiến cho Eriksen hoàn toàn lạc lõng. Thực tế, ngôi sao người Đan Mạch được trao rất nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng khác với những cầu thủ cùng chuyển đến Premier League như là Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku, cho đến nay Eriksen vẫn chưa thể thích nghi với môi trường mới. Về phía Inter, giới truyền thông cho hay họ cũng không còn kiên nhẫn với Eriksen và sẽ sẵn sàng để anh rời đi ngay trong tháng 1. Bên cạnh việc trở lại Premier League, nơi đang có khá nhiều câu lạc bộ để mắt đến mình, nhiều ý kiến còn cho rằng Eriksen sẽ còn có cơ hội đến với Real Madrid bởi kênh trắng từng theo đuổi anh trong quá khứ. Song với Real thì đó thật sự là chuyện của ngày hôm qua, vì theo thông tin của Sempre Inter dẫn nguồn từ ấn phẩm Defensa Centro, đội bóng hoàng gia hoàn toàn không có ý định mang Eriksen đến Bernabeu. Về cơ bản, quyết định của Real là khá dễ hiểu bởi huấn luyện viên Zinedine Zidane không có xu hướng sử dụng một số 10 trong đội hình của mình. Siêu tân binh của Liverpool chưa hẹn ngày tái xuất. Không lâu sau khi giành cúp UEFA cùng Bayern Munich, Thiago Alcantara gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng được cho là 25 triệu bảng. Với tài năng đẳng cấp không thể phủ nhận cùng một cái giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực, tiền vệ người Tây Ban Nha được coi là món hời của nhà đương kim vô địch Premier League. Tuy nhiên, khởi đầu của Thiago tại Liverpool lại không được như ý bởi vấn đề thể lực, chấn thương rồi cả giai đoạn anh phải tự cách ly vì Covid-19. Đen đuổi thay, ngay ở trận đấu đầu tiên trở lại sau chiến thắng Covid-19 là Derby Merseyside gặp Everton, ngôi sao 29 tuổi lại dính trọn pha vào bóng thô bạo của Richarlison. Tưởng chừng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề là phức tạp hơn dự kiến, khiến Thiago vẫn chưa thể tái xuất. Trong những lần chia sẻ ở buổi họp báo mới nhất, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết, trong trận đấu mà Thiago bị đau sau pha va chạm, còn một chấn thương tồi tệ khác, Virgil van Dijk đứt dây chằng chéo trước, tình trạng của Thiago khả quan hơn bởi cô ấy không bị gãy xương hay là đứt dây chằng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra đầu gối của Thiago cũng phải chịu một tác động rất lớn. Tất cả đều nghĩ nếu không có gì gãy hay đứt, bạn có thể trở lại sau vài ngày. Nhưng ảnh hưởng lớn đến đầu gối cũng đáng ngại. Chúng tôi biết mình cần phải cẩn trọng. Tôi không thể nói chính xác lúc nào Thiago sẽ ổn, nhưng có lẽ cần khoảng vài tuần nữa. Ramos bị gạch tên ở trận chiến quyết định của Real Madrid. Ở lượt trận thứ 5, kênh trắng có chuyến làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk. Nếu như giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Zidane sẽ đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League sớm hơn một lượt trận. Tuy nhiên, ở chuyến làm khách trước Shakhtar Donetsk, Real Madrid không có lực lượng mạnh nhất. Theo danh sách mà huấn luyện viên Zidane công bố, Los Blancos vắng Carvajal, Hazard và đặc biệt là đội trưởng Ramos vì chấn thương. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong đội hình của kênh trắng, nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng này. Ở trận lượt đi, Real Madrid đuổi thi đấu trên sân nhà, nhưng sự yếu kém của hàng thủ khiến cho họ thua 2-3 trước Shakhtar Donetsk. Ký xong hợp đồng, Man United chỉ còn cách Messi mới lâu nhất một tháng. Sau khi hoàn tất toàn bộ thỏa thuận trong mùa hè vừa qua, hiện tại Manchester United đã ở rất gần với tân binh của mình. Traoré cũng được xem như một bản hợp đồng bom tấn ở độ tuổi của mình khi quỷ đỏ có thể bỏ ra tận 41 triệu euro, bao gồm cả phụ phí để sở hữu ngôi sao trẻ, người bờ biển Nga. Dù vậy, anh đã không cập bến Old Trafford trong mùa hè như Pellistri mà vẫn khoác áo Atalanta dưới dạng cho mượn. Bữa đây, tài năng 19 tuổi đã có cho mình trận đấu đầu tiên tại Serie A mùa này khi anh góp mặt trong 13 phút cuối của cuộc đối đầu giữa Atalanta và Hellas Verona. Đáng tiếc, dù có một vài tình huống qua người đáng chú ý, nhưng Traoré không thể mang đến tác động lớn lên trận đấu và Atalanta buộc phải thất thủ với tỷ số 0-2. Đáng chú ý, dù mới là lần đầu tiên nhưng cũng có thể đây sẽ là một trong những trận đấu cuối cùng của Traoré tại Serie A. Bởi theo tiết lộ từ cây bút Fabrizio Romano, anh sẽ đáp chuyến bay sang Manchester để chính thức khoác áo quỷ đỏ trong vòng một tháng tới. Hazard nghỉ thi đấu 3 tuần. Kết quả chụp MRI xác định Eden Hazard tổn thương vùng đùi và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Theo Massa, Hazard bị tổn thương cơ xương đùi của chân phải. Đây là kết quả xấu nhất so với chờ đợi từ đội ngũ bác sĩ Real Madrid. Tiền vệ người Bỉ sẽ vắng mặt ở các trận Real gặp Sevilla, Atletico, La Liga và Shakhtar Gladbach Champions League. Hôm ngày 29 tháng 11, Hazard trải qua buổi kiểm tra đầu tiên nhưng không có kết quả chính xác. Sau đó, thì ngôi sao người Bỉ được chụp MRI và kết quả cho thấy anh dính chấn thương.